Đây là chương trình truyền hình thị xã Điện Bàn phát thanh sóng đài phát thanh truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp xuân mới Tân Sửu năm 2021, kính chúc quý vị và các bạn một mùa xuân mới tươi vui, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Thưa quý vị và các bạn, mùa xuân mới đã đến, sắc xuân đã về khắp muôn nơi. Trong không gian giao hòa của đất trời, vạn vật, thị xã Điện Bàn đang khoác lên mình chiếc áo mới của một thị xã trẻ trung, năng động và tràn đầy sức sống. Bức tranh về một đô thị nông thôn mới với những gam màu tươi sáng đang hiện hữu rõ nét trên quê hương Điện Bàn Anh Hùng. Chương trình hôm nay, chúng tôi xin dành thời gian để điểm lại một số thành tựu mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã đạt được trong dịp đầu xuân mới hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đến với thị xã Điện Bàn hôm nay, điều dễ nhận thấy chính là sự chuyển mình đi lên theo đà phát triển chung của tỉnh Quảng Nam khi cơ sở hạ tầng, đường xá được nâng cấp mở rộng khu dân cư, khu đô thị đã và đang hình thành đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Những ngôi nhà mới khang trang, những tuyến phố được trang hoàng cờ hoa rực rỡ. Điện bàn hôm nay như khoác lên mình chiếc áo, không chỉ tươi mới rực rỡ mà còn hiện đại văn minh. Chào đón năm 2021, nhìn lại năm 2020, trong điều kiện đất nước gặp muôn vàng khó khăn thách thức, do thiên tai bão lụt, nhất là đại dịch COVID-19 bùng phát, lây lan trên diện rộng. Làm đảo lộn nền kinh tế xã hội và đời sống nhân dân. Dù trong hoàn cảnh hết sức khó khăn ấy, nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân, Điện Bàn đã giành được nhiều kết quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực. Thành tựu năm qua cũng đáng khích lệ. Ở công nghiệp thì chúng ta vẫn duy trì được cái sức sản xuất đặc biệt ảnh hưởng covid 19 tuy nhiên số lượng công nhân giảm giảm không nhiều trong nông nghiệp đây là năm chúng ta được mùa được giá à, trong lĩnh vực à, đầu tư xây dựng phát triển đô thị nhiều dự án trọng điểm chúng ta đã khởi động như trục chính đô thị à, cầu một số dự án trường học à, trong lĩnh vực à, hóa xã hội đã hoàn thành tốt các mục tiêu đặc biệt là năm đầu tiên đến được giáo dục chúng ta đứng đầu toàn tỉnh các huyện đồng bằng ở thị xã điện bàn hôm nay kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống giao thông được ưu tiên đầu tư trước một bước thời gian qua ngoài tuyến quốc lộ 1A được mở rộng và đầu tư hệ thống chiếu sáng đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi thị xã tập trung huy động và sử dụng tốt các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị nông thôn với tổng vốn đầu tư toàn xã hội lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Hầu hết các tuyến giao thông tỉnh lộ, huyện lộ được đầu tư nâng cấp mở rộng, từ đó góp phần làm cho bộ mặt đô thị, bộ mặt nông thôn của thị xã ngày càng khang trang, hiện đại. Trong những kỳ vừa qua, cấp ủy chính quyền địa bàn tập trung, huy động và sử dụng tốt các nguồn lực thì đầu tư phát triển kinh tế sậu trong đó đầu tư kết cấu hạ tầng với tổng mức vốn toàn sở đạt gần 17.400 tỷ đồng trong đó vốn ngân sách nhà nước là 2.700 tỷ đồng riêng phần ngân sách của thị xã là 1.624 tỷ đồng chính vì vậy đã tạo ra diện mạo mới cho đô thị điện bàn đã nâng cái tỷ lệ đô thị hóa điện bàn đạt được 41,64% vào năm 2030. Hệ thống hạ tầng giao thông đấu nội đấu ngoại của điện bàn được quy hoạch đầu tư xây dựng đã khớp nối thông suốt ở các khu vực ở trong địa bàn của thị xã cũng như khớp nối hạ tầng với các địa phương lân cận như Đà Nẵng, Hội An, Dĩ Xuyên, Đại Lộc, và chính điều này đã làm ra cái giao thông thông suốt cả bắc đi nọ bắc nam và đông tây cùng với tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ những năm qua điện bàn tập trung phát triển kinh tế ngoài khu công nghiệp điện nam điện ngọc đã cơ bản lấp đầy với trên 70 dự án đầu tư giải quyết việc làm cho hơn 26.000 lao động trong và ngoài thị xã. Điện bàn còn có chiến cụm công nghiệp làng nghề tu hút 74 doanh nghiệp đăng ký đầu tư với tổng vốn trên 4.000 tỷ đồng. Ngoài các khu cụm công nghiệp tập trung, thị xã còn có 183 doanh nghiệp và 2.470 hộ cá thể sản xuất kinh doanh góp phần vào sự tăng trưởng công nghiệp chung của thị xã. Đến với điện bàn và đầu tư tại cụm công nghiệp An Lưu, công ty cổ phần công nghiệp hỗ trợ miền Trung được coi là thành công tại địa phương. Sau 8 năm đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, không ngừng phát triển. Trong suốt những cái năm hình thành và phát triển của công ty thì công ty luôn nhận được cái sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ rất là lớn để mà có được cái cơ ngơi và cái khăn trang và cái sự sản xuất ổn định như hiện nay. Thì có thể nói là cái sự quan tâm hỗ trợ giúp đỡ của thị xã là một cái một cái nguồn động viên rất là to lớn một cái sự là tạo điều kiện thuận lợi rất là cũng rất là lớn giúp cho nhà máy hình thành và phát triển và sản xuất ổn định bền vững như ngày hôm nay. Phường Điện Ngọc, cửa ngõ phía bắc của thị xã, đã hình thành nên một diện mạo của một đô thị trẻ như dân trào nhựa sống. Vẫn trên mảnh đất ấy, vẫn con người ấy, nhưng mọi mặt của cuộc sống đã chuyển biến rất nhiều. Từ một xã nghèo ngày nào, giờ đây, sau 5 năm trở thành phường, Điện Ngọc được thay bằng hình ảnh đô thị với cơ sở hạ tầng, đường xá, khu công nghiệp, khu dân cư sầm uất, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Trong thời gian gần đây, là Điện Ngọc đổi thay rất là lớn, nhất là trong vấn đề phát triển đô thị từ cơ sở hạ tầng đến các cái công trình mà phục vụ cho nhân dân thì cũng đã đáp ứng được một phần đối với cái nhu cầu hiện nay của nhân dân tại địa phương. Hơi ấm của mùa xuân lan tỏa khắp nơi, các phường vùng đông như bừng lên với những sắc màu tươi sáng. Tuyến đường DT607-DT603 thông suốt từ thành phố Đà Nẵng đến thành phố Hội An, lộng lẫy với ánh điện màu rực sáng lung linh, các khu cụm công nghiệp với hàng ngàn công nhân nhộn nhịp thay ca, khu du lịch cao cấp, khu thương mại dịch vụ đã và đang đi vào hoạt động có hiệu quả. Những dãy phố khang trang đã hình thành, những chậu hoa cúc, hoa mai đua nhau khoa sắc thấm trong ánh nắng bình minh. Tất cả như tô điện bức tranh của vùng đông thêm sống động. Sự tha đổi của điện bàn tức là Mùa tưởng tượng mùa rất tưởng tượng đó thôi. tức là trong đó có nổi lên là khu công nghiệp Việt Nam Điện Hạp rồi các cái phường của Vang Đô á, của Vang của thị xã Điện Bàn á, về phía đông của sông Cò Cò đổi tha rất là kỳ dị nhất là ở tuyến đường xã Lê Bá, xã Lê Ba hai tuyến đường đó rất là nổi bật điện đường trường trọng của thị xã Điện Bàn là rất là nổi trợ Mà công việc làm của các cái lứa tuổi lao động là là thu nhập rất cao. Cùng với quá trình phát triển của đô thị, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới như luồng gió mới làm thay đổi mạnh mẽ diện mạo làng quê ở điện bàn hôm nay. Sau quá trình nỗ lực phấn đấu, cuối năm 2015, thị xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 13 trên 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới về đích trước kế hoạch 2 năm và đến nay điện bàn có 40 thôn được cấp trên công nhận là khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, người dân giữ vai trò chủ thể vừa làm vừa thụ hưởng, do đó việc phát huy sự chủ động tích cực tham gia của người dân được chú trọng. Chính vì điều này mà trong những năm qua, nhân dân đã tự nguyện hiến hàng chục ngàn mét vuông đất, tháo dỡ di dời hàng ngàn tường rào cổng ngõ, chặt phá cây cối để hiến đất xây dựng các thiết chế văn hóa, phục vụ dân sinh. Có thể nói rằng là cái thành quả này thì chúng ta đạt được là do cái cái đồng thuận người dân rất là cao nhà 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 người người và từng lần từng từng xóm để có cái thi đua để xây dựng nông mới. Đại hội Đảng bộ thị xã Điện Bàn lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu tổng quát là huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển, tạo bước đột phá về xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị nông thôn. Do vậy, trong năm 2021 này, thị xã đã đề ra nhiều mục tiêu về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội gắn với nâng cao chất lượng đô thị. Phải hoàn chỉnh cái quy hoạch chung đô thị theo cái hướng là đô thị liên kết giữa Đà Nẵng và Hoàng. Nếu trước đây chúng ta xác định điện bàn là đô thị vệ tinh, thì ngày nay sau cái nhiệm kỳ qua tốc độ phát triển đô thị khá nhanh và để đảm bảo cho sự phát triển hài hòa bền vững chúng ta điều chỉnh quy hoạch chung đô thị theo hướng đô thị bền vững trong mối liên kết liên kết đà nẵng và phát triển liên vùng sau khi điều chỉnh chung quy hoạch đô thị thì các quy hoạch phân khu 6 lên 7 đô thị hỗn hợp điện dương khu đô thị nông phương và vâng vâng chúng ta phải hoàn chỉnh để làm cơ sở cho triển khai các dự án phát triển đô thị và các dự án phát triển các ngành công nghiệp dịch vụ. Đón xuân tầng sửu 2021, mừng Đảng quang vinh, mỗi người dân thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam luôn tự hào và tràn trề hy vọng vào những đổi thay từng ngày trên quê hương. Tức thành xuân đang căng đầy nhựa sống, Điện Bàn vào xuân trong tâm thế và lực mới khi kinh tế xã hội của thị xã phát triển toàn diện và lòng dân đồng thuận. Xuân lấp lánh trên những nụ hoa khoe sắc thắm, xuân lấp lánh trong ánh mắt sạng ngời của những chàng trai cô gái náo nức đi đón mùa xuân, dù cái xe lạnh cuối năm còn phản phất. Làn gió xuân ấm áp đang lan tỏa dục dã mọi người, tiếp tục vững tin, tiến lên phía trước.